Chào mừng quý vị đến với chương trình Tạp chí Ngân hàng. Thưa quý vị, tại một số nước phát triển, du lịch nông nghiệp được hiểu như một loại hình du lịch độc lập do ở đó các hoạt động canh tác ở quy mô lớn với các trang trại tư nhân, khách du lịch có thể trải nghiệm nhiều hoạt động khác nhau với một chu trình khép kín. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì hầu hết các hoạt động du lịch nông nghiệp vẫn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, manh mún và trùng lặp. Sản phẩm du lịch nông nghiệp chưa thực sự hấp dẫn khách du lịch và chưa được chú trọng về thương hiệu. Trong đó, theo khảo sát của chúng tôi, nguyên nhân đến từ việc đa số doanh nghiệp lĩnh vực này chưa tiếp cận được nguồn vốn để phát triển. Vậy những rào cản đó là gì? Tất cả sẽ có trong chuyên đề Tạp chí Ngân hàng ngày hôm nay với chủ đề vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phần 2. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên, mời quý vị cùng đến với những ghi nhận thực tế của phóng viên VITV. Là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực phát triển du lịch nông nghiệp ở nước ta, tuy nhiên sau gần 10 năm hoạt động, nhiều lần đề xuất gửi hồ sơ nhưng doanh nghiệp của bà Ngô Kiều Anh vẫn không tiếp cận được nguồn vốn tín dụng, mà nguyên nhân theo bà Anh chia sẻ là do thiếu nghị định pháp lý của chính phủ cũng như ngân hàng đặc thù cho lĩnh vực này còn rất ít và chưa đi vào thực tế. Khi chưa có cái tiêu chí về du lịch nông nghiệp hay là chưa có tiêu chí bằng những cái nghị định pháp lý của chính phủ về cái sản phẩm đó thì rõ ràng là chúng tôi không được hưởng một cái gì hết. Ví dụ như là chúng tôi trong lĩnh vực nông nghiệp thì chúng tôi đến ngân hàng nông nghiệp. Thì ngân hàng nông nghiệp thì không thể cho vay về du lịch được. Mà chúng tôi không thể là đầu tư bằng ngân hàng thương mại. Vì cái này nó rất là dài. Vì ngoài tưởng là du lịch là lấy tiền ngay không có. Trong du lịch nông nghiệp chúng tôi phải đầu tư cho cả một mạng lưới của cộng đồng xung quanh. Chứ không phải là ví dụ chúng tôi đến một cái điểm nào đó chúng tôi muốn khai thác trong người nông hộ sản xuất nào đó thì chúng tôi phải cùng đầu tư với họ từ nhà vệ sinh, từ huấn luyện họ, từ cách làm ra sản phẩm, từ cách bán hàng. Thế thì một cái doanh nghiệp tư nhân như tôi chẳng hạn, nhất là làm khoa học nữa, thì làm sao đủ tiền để làm những cái công việc cộng đồng đó, và nếu có làm thì làm cho một cái rất nhỏ để làm một gọi là cái mô hình trình diễn thôi. Bản thân nhiều doanh nghiệp cũng nhận thấy nguồn vốn để đầu tư cho lĩnh vực này là rất cần thiết bởi từ nhân công, ứng dụng các công nghệ cao đến quy trình khoa học đều cần một nguồn vốn không hề nhỏ. Tổ chức một trang trại hữu cơ thì nên đi từ quy mô rất nhỏ đi lên. Nhưng khi đạt đến một cái quy mô mà mọi cái quy trình vận hành canh tác nó khả thi và nó có hiệu quả thì lúc đó cần mở rộng, nó sẽ cần cái nguồn vốn khá là lớn bởi vì chi phí về con người, đặc biệt là nhân công lao động rất là lớn, nó chiếm từ 50 đến 60%. Và thứ hai đó là chi phí về các cái công nghệ. Làm nông nghiệp hữu cơ không có nghĩa là quay về truyền thống một cách cổ hủ, mà nó ứng dụng rất là nhiều, ứng dụng về công nghệ tưới, ứng dụng về công nghệ IoT trong chăm sóc và quản lý, và nó ứng dụng về công nghệ truy xuất nguồn gốc, vân vân, và công nghệ bán hàng nữa. Rất nhiều những cái đó nó cũng không phải là một cái lượng đầu tư ít. Tuy nhiên, đa số các doanh nghiệp đều chưa tiếp cận được nguồn vốn do thiếu tài sản đảm bảo, rủi ro cao khiến doanh nghiệp trong lĩnh vực này khó tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ khác. Các doanh nghiệp nhỏ lẻ làm nông nghiệp thì thường sẽ gặp những khó khăn như là về đất đai sẽ không có được một quy mô đất lớn, phải đi thuê và thuê nhiều mảnh đất nhỏ lẻ khác nhau. Điều kiện thứ hai là cái điều kiện về thiên nhiên thời tiết là rất là khó khăn trong cái việc mà ổn định được sản xuất, khác hẳn so với các ngành khác là nếu như chỉ cần một cơn bão hoặc một cái vấn đề gì về thiên tai thì toàn bộ cái sản phẩm nông nghiệp có thể là bị mất trắng, và cái đấy cũng là một điều cực khó cho các doanh nghiệp nông nghiệp tiếp cận với lại các nguồn vốn khác. Mặc dù vậy, nhiều doanh nghiệp cho rằng rào cản không hoàn toàn là do các ngân hàng thương mại mà rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng nhiều hơn nữa để phát triển tiềm năng du lịch nông nghiệp cũng như sản xuất nông nghiệp hữu cơ đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Và bây giờ tất cả các cơ chế ngân hàng thì cũng không thể trách họ được, bởi vì họ là huy động vốn của người dân và họ cần lãi để họ sống. Nhưng tất nhiên tôi chưa nói tới là có những cái lãi khủng. Thì nếu có một cái cơ chế nào đó của nhà nước ấy, mà khống chế được, giống như họ phải đi nộp thuế đấy, họ cũng là doanh nghiệp thôi, ngân hàng cũng là doanh nghiệp thôi, thì cái thuế đó có thể để trả ngược lại cho những cái doanh nghiệp mà đầu tư vào nông nghiệp, vào lĩnh vực rất rủi ro như chúng tôi. Hoặc nhà nước phải làm một cơ chế về tài chính mà ngân hàng khác, ví dụ như là ở các nước khác là họ làm quỹ, thì quỹ này là có thể đóng góp của xã hội, đóng góp của rất nhiều nguồn, nhưng quỹ này phải có một phần gọi là phần là chi phí rủi ro. Và chi phí rủi ro này thì hoàn toàn là xã hội hóa. Thế tại sao không nâng đỡ, rồi không động viên, không khuyến khích
những người mà đầu tư trong nông nghiệp như những doanh nghiệp chúng tôi, mà nhất là những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì thực ra là cứ hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nó có cái ích lợi về mặt lan tỏa, về mặt gây cảm hứng trong cộng đồng nhiều hơn là một cái doanh nghiệp lớn. Đấy. Thế thì tất cả đều nhìn vào doanh nghiệp lớn hết. Tất cả đều nhìn vào tài sản thế chấp hết. Theo đại diện một số doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, vấn đề tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn gặp không ít khó khăn, trong đó những khó khăn như tài sản thế chấp, không đủ điều kiện, lãi cao, rồi sự phân biệt đối xử với các doanh nghiệp vẫn là những rào cản cố hữu khiến doanh nghiệp phải xoay sở tìm nguồn vốn khác ngoài ngân hàng. Du lịch nông nghiệp hiện đang thu hút được sự chú ý của du khách và có tiềm năng phát triển lớn, bởi có tới hơn 70% dân cư đang sinh sống ở nông thôn nên rất đa dạng về điều kiện sinh thái và văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, tiềm năng dồi dào của mô hình du lịch này vẫn đang bị bỏ ngỏ, và theo phản hồi từ các doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể, nguyên nhân cốt lõi bắt nguồn từ việc thiếu vốn cũng như tiếp cận vốn ngân hàng vẫn còn khó khăn. Các doanh nghiệp nhỏ lẻ làm nông nghiệp thì thường sẽ gặp những khó khăn như là về đất đai sẽ không có được một quy mô đất lớn, phải đi thuê và thuê nhiều mảnh đất nhỏ lẻ khác nhau. Chúng tôi đang sử dụng trên cái đất của nông trường. Vì vậy nông trường thì chúng tôi được sử dụng đất là 50 năm. Mà 50 năm thì đất thì là công thổ quốc gia. Thế nhưng chúng tôi đầu tư và tiền vốn của chúng tôi vào trên đất thì có rất nhiều tỷ đồng. Thế nhưng chúng tôi lại không lấy cái cơ sở vật chất đó để thế chấp được với nhà nước để vay vốn. Thế thì nhà nước có đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Thế nhưng chúng tôi không có cái gì để thế chấp để mà vay được vốn đó. Thì rõ ràng chúng tôi thực sự nói là rất là khó. Chúng tôi đang phải thuê đất, mà cái thuê đất thì ngân hàng người ta không chấp nhận cho vay vốn. Đấy. Còn về máy móc thiết bị và nhà xưởng thì ngân hàng người ta cũng không chấp nhận. Đấy. Mà các hợp đồng đầu vào đầu ra thì hiện đến giờ phút này chúng tôi tiếp cận ngân hàng người ta cũng không chấp nhận. Do vậy chúng tôi hiện nay đến giờ phút này chúng tôi vẫn chưa vay được một đồng nào của ngân hàng để mà chúng tôi để vào đầu tư cho nhà máy. Tài sản thế chấp luôn là niềm trăn trở của các doanh nghiệp, bởi lẽ tài sản của họ chỉ có đất công, máy móc, nhà xưởng, nhưng không phải ngân hàng nào cũng nhận những tài sản đó. Ngoài các yêu cầu quá chặt chẽ về tài sản đảm bảo, thì hồ sơ về pháp lý và chứng minh tài chính cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp, bởi lẽ các doanh nghiệp đa phần là nhỏ lẻ, không có hệ thống kế toán chuyên nghiệp như các công ty lớn. Các cái điều kiện do quy định của ngân hàng là phải có các cái giấy tờ hồ sơ đầy đủ, thì cái đấy cũng là một cái khó cho những đơn vị sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là những đơn vị mà lại nhỏ lẻ sản xuất ban đầu sẽ không giống như những doanh nghiệp lớn. Theo phản hồi từ các doanh nghiệp, hầu hết các ngân hàng chưa có sản phẩm cụ thể quy định về việc cho vay hỗ trợ phát triển nông nghiệp, dẫn đến việc lãi suất cao ngang ngửa với các hình thức vay thông thường khác, cũng như phân kỳ trả nợ thường là ngắn hạn, trong khi đầu tư lĩnh vực nông nghiệp thường là dài hơi và không thể xuất hiện ngay từ những bước đầu. Chúng tôi đã tiếp cận về cái quỹ như là quỹ hỗ trợ đầu tư của nông nghiệp, rồi quỹ như vậy là của khuyến nông. Nhưng mà khuyến nông thì thậm chí người ta bảo giờ chúng tôi đang không có hết vốn và không có vốn nữa, thì chúng tôi chỉ biết người ta trả lời mình như thế thôi. Thế và người ta cũng chỉ tối đa chỉ cho tới mức độ là 300 triệu, chứ còn ngân hàng chính sách lại càng khó. Thực sự chúng tôi nếu mà chúng tôi mở rộng được cái phát triển này thì chúng tôi tạo công ăn việc làm được cho nông dân rất nhiều. Nhưng vì vậy chúng tôi không mở rộng được thì chúng tôi vừa làm vừa như vậy tự sản xuất lấy thôi. Và bản thân doanh nghiệp tôi cũng đang rất mong muốn có cơ hội tìm kiếm cái nguồn vốn để mình đầu tư trong nông nghiệp. Vì đây là phải một cái đầu tư dài hơi, chứ không phải ngay một sớm một chiều mà mình làm được. Như mình là hiện nay là cũng đã có một số ngân hàng cho vay tín chấp thì cũng đã đáp ứng được phần nào về vốn, nhưng mà cái lãi suất để vay tín chấp rất là cao, 15-18% một năm. Đấy là cũng là cái gánh nặng đối với doanh nghiệp hiện nay. Theo các chuyên gia kinh tế, một trong những nguyên nhân khiến cho ngân hàng luôn từ chối khéo các doanh nghiệp nông nghiệp là do lĩnh vực này tiềm ẩn nhiều rủi ro khi phải chịu sự chi phối bởi các yếu tố không lường trước như thời tiết, thiên tai sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng và doanh thu của doanh nghiệp, hay nói xa xôi hơn là ảnh hưởng đến khả năng trả nợ. Thế đứng ở cái vị thế của ngân hàng ấy, thì đây là một cái lĩnh vực rủi ro, vì thế là họ, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì họ thường yêu cầu một cái lãi suất cao cùng với một cái tài sản đảm bảo an toàn. Nhưng mà cái tài sản đảm bảo của cái doanh nghiệp ở lĩnh vực nông nghiệp này thì chủ yếu là đất nông nghiệp hoặc là cái máy móc trang thiết bị liên quan đến ngành nông nghiệp và có tính thanh khoản thấp. Vì thế là ở vị thế ngân hàng họ thường là không mặn mà đối với cả cái việc cấp tín dụng cho những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong khi phản ánh từ phía các doanh nghiệp là thủ tục vay vốn rườm rà, lãi suất trên trời, thì từ phía ngân hàng lại là rủi ro khó thu hồi vốn. Các doanh nghiệp nông nghiệp nói chung và dịch vụ du lịch nói riêng luôn mong muốn nhà quản lý đưa ra những chính sách chế tài cụ thể để khuyến khích hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, cũng như tuyên truyền hướng dẫn về các công nghệ trong quá trình trồng trọt chăn nuôi và phòng chống thiên tai rủi ro từ môi trường.
Vậy để giải bài toán khó khăn vay vốn của doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp nói chung và du lịch nông nghiệp nói riêng, các cơ quan chức năng, tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp cần phải có những giải pháp nào để khai phá tiềm năng của lĩnh vực này? Mời quý vị cùng theo dõi chùm ý kiến được ghi nhận từ phóng viên VITV. Thứ nhất là họ có thể cố gắng để tiếp cận cái nguồn vốn vay ưu đãi trị giá khoảng 10.000 tỷ đồng từ chính phủ, bởi vì chính phủ vẫn đặt là mục tiêu là phát triển cái lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao này. Và chính phủ đã cấp một cái gói tín dụng trị giá là 10.000 tỷ đồng với cái lãi suất ưu đãi. Thì tuy nhiên là để mà có thể tiếp cận được cái nguồn vốn này thì các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ họ cũng phải đáp ứng được một số cái tiêu chí. Trong đấy có thể kể đến là những cái phương án kinh doanh về khả thi, tiêu chí về dòng vốn hay tiêu chí về quản trị doanh nghiệp vân vân. Ngoài ra bên cạnh đấy thì nếu như các doanh nghiệp mà nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp mà có những cái ý tưởng mang tính đột biến hoặc là những cái công nghệ mới thì họ hoàn toàn có thể kêu gọi vốn tương tự như là những cái doanh nghiệp startup công nghệ mà chúng ta vẫn thấy là thực hiện qua cái dòng gọi vốn vân 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 vân, thì đấy cũng là một cái phương pháp kêu gọi vốn khả thi được cho doanh nghiệp này. Nếu chúng ta chưa có mô hình cho đặc thù Việt Nam thì chúng ta hãy làm những mô hình thí điểm cho những cái vùng thí điểm giống như cái vùng Ba Vì này này. Thì chúng tôi có đề xuất với lại lãnh đạo Bộ Nông nghiệp cũng như là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là hãy tạo cái vùng Ba Vì gồm 5 huyện là Sơn Tây Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng và Thạch Thất thành một cái vùng nông nghiệp hữu cơ. Và ở đó chúng ta sẽ tạo ra những cái mô hình về tài chính, về những cái đồng vốn như thế nào cho thích hợp để mà giải quyết căn cơ cái vấn đề an toàn thực phẩm đang là nỗi bức bách rất là lớn trong cái nội đô của chúng ta bây giờ. Thì tôi nghĩ là chúng ta giống như là trong bất kỳ một cái hoạt động công nghiệp nào thì phải có mô hình trình diễn đầu bờ, phải có mô hình thí điểm. Từ đó chúng ta sẽ rút kinh nghiệm, chúng ta xây dựng chính sách về tài chính ngân hàng và chúng ta rút kinh nghiệm. Chúng ta cũng cần phải tính toán từ nhiều phía. Ví dụ như là nếu thông tin đó là minh bạch, đó là chính xác, nó là đáng tin cậy thì các ngân hàng có thể cho vay tín chấp. Còn nếu mà thông tin nó lại thiếu tin cậy, không chính xác thì rõ ràng là cho vay tín chấp nó lại cực kỳ rủi ro. Và nếu mà lại bị hình sự hóa thì nó lại càng rủi ro. Đề nghị nhà nước là có cơ chế chính sách rồi, không cần phải bàn rồi. Chủ trương chính sách rất là đúng, rất là cụ thể rồi. Vì sao cái nghị định 55 nói rất rõ là quy mô nó phải được nâng lên, số lượng phải được vay lên, dài ngày hơn, hạ lãi suất, không phải thế chấp, vân vân. Như thế là tôi cho rằng đủ rồi. Nhưng hiện nay là tôi chỉ đề nghị với chỗ ngân hàng thôi, là giảm các cái thủ tục hành chính mà theo đúng tinh thần của cái nghị định 55 và nghị định 67. Thế là nông dân tiếp cận được cái nguồn vốn, chỉ có thế thôi. Chúng tôi như vậy là muốn phát triển, mà muốn phát triển thì thực sự mà nói, nếu như chỉ nói là có chủ trương chính sách đấy, thì nhưng mà chúng tôi muốn phát triển thì chúng tôi phải có đất dụng võ, tức là chúng tôi có, tức là đã từng tôi đã phát biểu, tức là làm nông nghiệp ấy, thì phải làm vườn ấy, thì phải tạo ra ba cái quỹ, quỹ đất, quỹ vốn và quỹ thời gian. Nhưng bây giờ chúng tôi muốn tạo ra một cái quỹ nữa là quỹ chính sách. Thì giờ cái chính sách nhưng mà nó đi vào cụ thể. Thí dụ như đầu tư cho chúng tôi vay vốn thì phải vốn, tức là có một cái quỹ là đầu tư trong nông nghiệp, nó là cái quỹ riêng ra. Chứ còn nếu như cái quỹ mà hỗ trợ mà nó liên quan đến cái chỗ khác thì có khi chúng tôi chưa tiếp cận được thì cái vốn đã hết rồi. Cho nên là rất khó. Thực sự nó là như thế, chúng tôi rất cần có vốn. Mà có vốn thì chúng tôi mới phát triển được. Còn không có vốn thì không phát triển được. Bởi vì là tôi cũng đã nói lên cái quỹ thời gian là rất quan trọng. Bởi vì để sản xuất nông nghiệp hữu cơ được công nhận là trồng trọt thì phải 3 năm. Mà nếu nói về góc độ chăn nuôi hữu cơ, về cái con giống này thì phải có nguồn gốc của con vào. Thức ăn gia súc cũng phải có nguồn gốc với được cấp chứng chỉ. Thế mà chưa được cấp chứng chỉ thì coi như thời gian thì nó hết mất rồi. Thế mà được cấp chứng chỉ thì chúng tôi phải được bán nông nghiệp hữu cơ, bán sản phẩm hữu cơ. Thế chưa được cấp thì chúng tôi như vậy làm sao mà bán được cái giá cao như là nông nghiệp hữu cơ được. Thế thì chúng tôi chưa làm thì chúng tôi đã thua lỗ, mà thua lỗ thì chúng tôi lại phá sản. Thế là chúng tôi cần cơ chế chính sách cởi mở. Cải tiến ở đây đặc biệt là cải tiến ở cái khâu cái cơ chế, tức là anh thay vì quỹ thành lập để cho vay thì chúng ta chuyển nó sang cái mục tiêu là bảo lãnh tín dụng thì nó tốt hơn, tư vấn và bảo lãnh tín dụng nó tốt hơn. Thế rồi một cái nữa là phía Bộ Nông nghiệp thì chúng tôi cũng rất là tha thiết mong muốn các bộ ngành khác để phát triển cái hệ thống bảo hiểm cho nông nghiệp và nhiều các cái giải pháp khác nữa. Cuối cùng là cái câu chuyện về khuyến khích tích tụ đất đai thì Bộ Nông nghiệp rất là mong muốn nhà nước hoặc là Bộ Tài nguyên, các bộ ngành cùng với Bộ Nông nghiệp nghiên cứu các cái giải pháp để mà thúc đẩy cái quy mô kinh doanh của nông nghiệp nó lớn lên.
doanh nghiệp nông nghiệp cũng cho rằng với khoảng 500.000 doanh nghiệp nông nghiệp hoạt động trên cả nước mới chỉ chiếm hơn 1% số doanh nghiệp hoạt động ở Việt Nam, chính phủ muốn thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp thì phải có những hỗ trợ sát thực hơn nữa, chính sách hỗ trợ cũng phải rõ ràng và đầy đủ hơn để tránh sự lợi dụng, nhũng nhiễu, đòi hỏi các điều kiện, thủ tục làm khó cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Câu chuyện về khó khăn trong vay vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tiếp tục được chúng tôi đề cập trong các chuyên đề tiếp theo. Mời quý vị cùng theo dõi. Đến đây thì chuyên đề tạp chí ngân hàng tuần này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.